Một tip giúp bạn tìm lại chai vang ngon đã từng uống qua mà không nhớ tên. Nhiều người thì đó uống một chai vang xong thấy ngon, xong rồi chụp hình lưu lại để sau mình tìm cái đúng chai vang đó mình uống, cảm giác nó phù hợp. Nhưng thực ra thì vang hơi khác biệt so với những cái thứ uống có cồn khác. Cái nhãn hiệu được đặt rất là nhiều và mỗi nhà làm vang có thể đặt ra cả trăm, vài trăm cái nhãn hiệu. Vì vậy mà trên thị trường như thị trường Việt Nam thì lưu hành 3-5 ngàn cái nhãn hiệu khác nhau và một năm có thể có thêm vài trăm nhãn hiệu vang mới. Việc mà tìm kiếm lại đúng một chai vang mà mình thích vô tình được uống ở đâu đó ngon là việc không đơn giản tí nào. Vì vậy cách để cho mình có thể dễ dàng cảm nhận được chai vang và sau này có thể thuận lợi tìm một chai vang mình ưng ý thì mình nên để ý xem chai vang đó nó được làm từ giống nho gì. Trên nhãn chai thường thường sẽ có ghi cái giống nho làm nên chai rượu đó. Như chai này là Pinocchio thì nó là cái mà yếu tố quyết định đến cái vang đó nó có mùi như thế nào, vị như thế nào từ cái giống nho làm nên chai vang đó. Và khi mà mình thích cái giống nho của quốc gia đó thì mình nên tìm những chai vang tương tự cũng làm từ giống nho như vậy thì nó sẽ có mùi vị tương đương nhau để giúp cho mình có thể cảm giác được giống giống tương tự.